Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Và hiện tại cái hình ảnh mà anh em đang xem là mình đang quay bằng chiếc Pocket 2. Và cái mic thu âm của mình ấy thì đang sử dụng đấy chính là chiếc mic wireless trong cái bộ combo của Pocket 2. Và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem làm thế nào để có thể kết nối được chiếc mic wireless này nhé. Và hiện tại trên bàn của mình đây đang có đầy đủ phụ kiện của một chiếc Pocket 2 phiên bản full combo. Và chúng ta sẽ có tất nhiên rồi là một chiếc Pocket 2 này. Kèm theo đó nữa ở trong bản combo này chúng ta sẽ có thêm đó là một cái cục chân này chúng ta có thể là kết nối với chiếc mic wireless này. Và không thể thiếu được đó chính là chiếc mic wireless và một cái phần lông để chúng ta có thể là loại bỏ tạp âm này. Đó. Và ở trên phiên bản này thì tất nhiên rồi chúng ta sẽ có thêm cho mình đó là một cái chân đế. Nhìn nó cũng khá đặc biệt anh em ạ. Đấy, chúng ta có thể là tách rời thành ba khung như thế này. Và một cái điểm đặc biệt nữa mà mình muốn nói với anh em ở đây, đó chính là ở trên phiên bản full combo của chiếc Pocket 2 ấy, thì ngoài những cái phụ kiện nó ra ấy, nó còn một cái phụ kiện rất là hay. Đó chính là một cái len góc rộng để chúng ta có thể là gắn trực tiếp vào cái phần ống kính của chiếc Pocket 2 như thế này. Đó. Với cái Pocket 2 này thì cảm biến nó đã to hơn. Thế nhưng mà khi anh em gắn thêm một cái len góc rộng do cái phiên bản full combo này được tặng kèm ấy thì nó lại càng rộng hơn nữa. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em để có thể là set up cái mic wireless này nhá. Và đầu tiên để anh em có thể là kết nối với chiếc mic wireless này thì như mình đã nói ở đầu video, nó sẽ có thêm một cái cục dài dài này nữa này. Ở đây thì để mà anh em có thể cắm vào được ấy thì nó sẽ có một cái cáp C ở bên trong đây. Và anh em chỉ cần là lựa vào đúng cái cáp C này thôi nhá. Bây giờ thì mình sẽ cắm nó vào này. Thì nó sẽ có thông báo là handle connected này. Đó thì anh em đã kết nối được cái phần wireless này rồi. Và kèm theo đó nữa thì mình sẽ gắn luôn cái phần chân đế này vào nhá. Đó. Và sau khi mình đã kết nối cái phần chân đế này xong ấy thì cái bước tiếp theo anh em cần làm đó chính là khởi động cái phần mic này lên nhá. Và nó sẽ có một cái công tắc ở đây thì anh em chỉ cần gạt lên thôi. Đây, em gạt lên này. Thì nó sẽ có một cái màu xanh lá cây đang nhấp nháy đây nhá. Nhưng mà khi bật xong ấy thì anh em chưa phải là xong đâu. Chúng ta sẽ phải vào phần setting của cái chiếc Pocket 2 này để có thể là bật nó lên đã nhá. Và anh em sẽ kéo từ trên xuống giúp mình này. Và chúng ta sẽ di chuyển đến phần cuối cùng của cái phần setting này nhá. Nó sẽ có một cái phần mic ở đây. Nhưng mà khi mà anh em cắm cái phần đế này vào thì nó phải có cái phần mic này nhá. Và chúng ta sẽ ấn vào đây này. Nó sẽ hiện một cái phần đó là connecting. Và để có thể là connect được hai cái phần này với nhau thì nó sẽ có một cái nút bấm ở trên cái mic này. Thì anh em ấn vào đây giúp mình nhá. Đó. Và khi cái mic này nó nhấp nháy nhiều lần ở cái phần xanh xanh này thì có nghĩa rằng là mic của chúng ta đã kết nối rồi. Và sau khi mà kết nối xong nhá thì ở trên chiếc Pocket 2 của mình này nó sẽ có được một cái logo ở đây là logo hình mic. Và nó sẽ có 6 mic ở đây chứ chúng ta hoàn toàn là không thể nào xem được mic của pin. Nhưng mà mic của pin thì cũng rất là lâu nên là anh em có thể là yên tâm về cái việc là sử dụng khoảng 1 đến 2 ngày không hết pin đâu anh em ạ. Đó, anh em có thấy là cái phần 6 mình đang nói này thì nó sẽ nhấp nhô, tức là cái mic của mình đang nhận được nhá anh em nhá. Ok, vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn anh em cách để chúng ta có thể là set up cái phần mic này vào cái chiếc Pocket 2 của chúng ta. Và hiện tại thì Tokyo Camera vẫn đang bán cái bản full combo này. Mình sẽ để link ở phần comment cho anh em nhé. Và nếu như anh em thích video này ấy, thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé. Chào anh em.